khi nắng khi vui buồn. Ba vì hay tám vô tư hàng ngày. Ôi thật lắm lúc điên đầu, cha tôi lúc nào cũng không thành tài. Nhưng bao thất bại cha vẫn không ngần ngại. Làm trò gì vậy? Muốn chết hả? Mình có muốn chết đâu, mình đang sống bình thường mà. Bình thường mà tiện lao ra đường chặn xe của người ta. Cái nón này á là bản giới hạn á, chị mình mua nước ngoài đem về, mình tặng cho bạn nè. Thôi, cho người khác đi, tôi không cần mấy cái này đâu. Tránh ra nhanh nhanh giùm cái đi. Tặng bạn nè. Cái gì vậy? Nè. Thì bạn kêu mình tránh ra nhanh hết cỡ rồi đó. Bye bye nha. Ôi, cái con nhỏ này. Oh my god, cái nón này mắc lắm đó. Bạn thân, cho mình thiệt hả? Ừ, giữ xài đi. Trời ơi, cảm ơn bạn thân nhiều nghe. Hey, xin phép cho mình tự sướng một xíu. Trời ơi, má ơi, nón đã đẹp mà người đội nón cũng đẹp nữa. Hey, nón này đâu ra vậy? Nón này hả? Ừ. Của ông Phan Hoàng Anh cho tao đó. Cái gì? Của bà tặng Phan Hoàng Anh đó hả? Ừ, chứ ai nữa, thì không đang đi ngoài đường vậy nè. Nhau ra chặn xe một cái rồi đưa cái nón này xong chạy đi. Điên không? Má ơi. Mẫn, sao bạn lấy đồ mình tặng cho bạn nên mới cho người khác? Thích thì lấy lại đi, tôi không thích. Mẫn, đứng lại cho mình. Bạn thân, bạn chơi kỳ vậy? Cảm ơn bạn. Theo đuổi trực tiếp cũng không được, gián tiếp cũng không được, tặng quà cũng không được. À, chinh phục thông minh là lấy lòng người thân. Tới liền. Anh Phú. Ủa, Kim Chi đâu ra không mở cửa, phải đem ra mở cửa vậy? À, bà đi tập kịch rồi, tới tối mới về lận. Nè. Dạ. Bài kiểm tra của em á, anh để đây nha. Dạ. Từ chiều khoảng 1 giờ đi, anh qua đưa em đi tháo bột. Đi giờ đó đi, cho đỡ kẹt xe ha. Yeah, cuối cùng em cũng thoát khỏi cục nợ này rồi. Dạ em nghe thầy. Dạ. Dạ đi đâu vậy thầy? Dạ dạ dạ. Nhưng mà thầy ơi. Dạ 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 thầy. Ai vậy anh? Thầy Quyền. Thuyền nói là 1 giờ hôm nay nè, kêu anh lên trường gặp thầy đi đâu đó đó. Vậy hả? Vậy thôi anh đi với thầy Quyền đi, em tự đi cũng được mà. Tự đi cái gì, chân cẳng nhưng mà tự đi cái gì. Thôi bây giờ em ở nhà đợi anh đi, anh lên trường gặp thầy Quyền nói chuyện coi sao nha. Dạ. Rồi anh sẽ về đưa em đi. Đợi anh nha. Ừ. Bún cái dạ. Này mới đúng nè. Con chào cô chú, con mới tới. Ủa con. Hello Mận. Vô ngồi chơi. Ngồi chơi con. Dạ. Con cảm ơn cô chú. À ha. Ừ. Đi qua đây chi vậy? Nè, ăn nói với bạn kỳ cục vậy? Cái này đâu phải bạn con đâu mà. Nói gì kỳ cục vậy? Muốn bị đánh đòn không? Bạn chị bè. Con gái mà lứa vậy. Con đừng có giận nữa nha. Dạ, không có sao đâu cô. Đừng có trách.
tại vì người ta nói mấy thằng đẹp trai hay nói chuyện vô duyên lắm. Bởi vì anh có duyên mà... Thôi hai đứa đây chơi nha, cô lên trên lầu chút xíu. À trời ơi, tự nhiên khi không con mới sực nhớ ra là con có hẹn với cô Diệu Hiền. Tại vì hôm bữa có mấy cái bài con không biết cách làm á, con hẹn con qua nhà cô để cô chỉ con. Thôi, hỏi chút chào cô Diệu Hiền trong khi có bạn ở đây. Từ người ta nói là học thầy không thầy học bạn. Học bạn đi. Không được đâu ba. Bắt không được. Bạn này bé của trường á. Bây giờ chạy qua cô Diệu Hiền đi. Dạ con đi nha. Chào ba mẹ đi. Mẹ. Trời đất ơi. Không biết chọn bạn mà chơi. Thằng Bẩn nó đi rồi. Dạ. Hay con hay lại con chơi với cô chú. Cô có làm gì không để con phụ cô cho? Không. Cô không làm gì hết. Cô chơi lên lầu có chút xíu chuyện thôi. Không sao. Thôi con ngồi đây chơi nha. Anh ngồi nói chuyện với lại bé đi. Trời. Tiếp giùm con đi. Em ơi, ngày xưa anh cũng học đâu có giỏi đâu. Chú không sao đâu bé. Ê, không sao đâu cháu. Ngồi đi. Chú cũng có công chuyện, chú lên lầu. Là con ở đây mình á, giờ con tính làm sao? Chú hay là chú có làm gì không? Để con phụ chú. Thôi, khỏi. Con chú sai con đi chú. Chú khách khứa xả gì, công việc của chú con phụ không nổi đâu. Học còn chưa nổi lấy gì phụ. Thôi cứ ngồi chơi đi nghe. Ủa sao đi hết trơn rồi, làm gì giờ ta? Anh tới rồi hả? Đợi em xíu. Đợi em xíu. Ủa cô Mẫn. Ủa chân cô đỡ chưa cô? Sao em có mặt ở đây vậy? À cô cho em qua đây chơi tới chiều nha cô. Ồ đi em đỡ cô vô. Chơi tới chiều hả? Tiếc quá à, 1 giờ cô phải đi cắt bột rồi. Mà ai đưa cô đi vậy cô? Hả? Chú của em đưa cô đi á. Mệt quá. Đây em đỡ nha. Cảm ơn em. Alo, anh Phúc, anh qua chưa? Anh xin lỗi, anh không đưa em đi được rồi. Để mai được không em? Hả? Anh không đưa em đi được hả? Vậy ngày mai cũng được. Chân của em cắt bột trễ ngày, chắc không sao đâu hả? Ừ, vậy ha, anh cúp máy đây. Dạ, bye bye anh. Cô. Hả? Hay là để em đưa cô đi cắt bột cho. Thôi cô, đi mà cô, em rảnh lắm, em không làm gì hết á. Vậy chắc không phải phiền em rồi. Em đưa cho. Cảm ơn Mẫn nha. Dạ. Hôm tháng 6 ngày 22 lời 34.300 34.300. Ai đó vô đi. Ngày 23. Chú. Ủa con. Dạ con muốn vô mượn mấy cuốn sách đọc. Đây. Dạ chú. Ngày 23 lời 17.700. Chú cũng chơi chứng khoán nè hả chú? Trời lâu rồi. Chú giỏi quá. Ở nhà con á, ba con chơi bị mẹ con la suốt. Tại vì ba con chơi lỗ không à. Chơi chứng khoán này đòi hỏi cái tư duy nó quan trọng đó. Phần cần có tư duy với lại cái tầm nhìn của mình nữa. Mình phải đầu tư cái kinh nào nó chính xác vô là lời. Chú thì chơi cũng thường lời. Chú giỏi quá. Ngày 24 lỗ 60.000.000. Sao thâm dữ vậy chứ? Chơi cũng có lời có lỗ mà con. Dạ. Yeah. Lỗ xong rồi thì người ta lời lại liền à. Ngày 25 lỗ 11.000.000. Yeah. 26 lỗ 7.000.000. Nữa hả chú?
Ngày 27 lỗ lồi hỏng. Ê, lỗ. Ê, con sao sống chưa? Con sống chưa? Dạ, dạ con xong rồi chú. Ừ, con xong, con đi ra ngoài đi chú, ngồi cho chú tính toán chút. Dạ. Nhớ đóng cửa lại chú nha. Mà chú ơi, chú có đói bụng không? À, để con xuống dưới con nấu cái gì đó rồi chú ăn ha. Ờ, nấu cho chú tô mì được rồi con. Dạ. Ngày 22. Sao ngày 22 tính cái chú gì? Ơi. Hả? Chú ăn mấy gói? Cho chú biết cái sức ăn của chú rồi, con cứ việc nấu đi. Dạ. Không tính lại nữa. 22 là lời nè, 34.300 nè. Chú. Hả? Chú có ăn chua không để con nặng chanh? Có. Dạ. À, rồi. Hai mươi hai. À, vô đi, ai vậy? Chú ơi. À. Chú có ăn trứng không để con gọi trứng cho chú? Trời ơi, chú đã nói biết cái sức ăn của chú rồi, con có việc nấu, đừng có gõ cửa nữa nha con. Dạ. Ừ. Con không gõ cửa nữa đâu. Ừ. Tính tới đâu rồi, quên nữa rồi. 22 34.300 nè. Cộng với lại 17.700. Trời ơi, lỗ quá vậy. Âm 60.000. Cái gì vậy trời? Sao mà lu cái này đây, bây giờ làm sao đây? Alo. Dạ chú, con là Phan Hoàng Anh nè chú. Cái gì vậy con? Có chuyện gì? Chú ơi, chú cho con hỏi một câu nữa thôi. Chú có ăn rau không chú? Để con bỏ rau. Con ơi, bây giờ có gì con bỏ đó nha con. Đừng có gọi chú nữa, đừng lên gõ cửa nữa. Khi nào có đồ ăn hãy đem lên nha. Dạ, con biết rồi chú. Rồi. Sao con nhỏ này nó gọi vô là vô cái chữ lỗ hoài vậy trời? Cái gì cục? Con tính lại nữa. 22 nè. Tiền. Chú ơi, cái gì mà quá trời vậy con? Dạ, tại nãy chú nói với con là biết sức ăn của chú, cho nên con nấu 4 gói mì, 4 cái trứng. Trời ơi, sức ăn cũng là sức người chứ đâu phải sức heo đâu, con đem nguyên cái máng vô rồi ăn làm sao? Dạ, vậy con xin lỗi chú, để lần sau con rút kinh nghiệm ha chú. Chú ăn đi cho nóng chú. Thôi được rồi chú đang tính toán rồi. Trong tháng 6 chú lời có 250.000, mà tháng 7 cái gì đâu mà số quá trời số. Tháng 7 sao vậy chú? Tháng 7 mưa ngâu, lỗ nhiều quá con ơi. Lỗ 23.700. À chú, đâu còn hay là mình ăn mì đi chú. Để đó đi, trời ơi, từ từ chú tính xong rồi chú mới ăn được chú. Từ từ đi con, cứ để đó cho chú đi. Chú, nhưng mà chú ăn đi để nó mì nguội đó chú. Ngồi để đây đi mà cứ con cứ để cho chú tính cho. Chú ăn xong rồi chú tính chú. Trời ơi, tính lại từ đầu nữa. Xương có chưa được lành hẳn, cho nên chưa có tháo bột được đâu. Hả? Làm sao vậy bác sĩ? Có nghĩa là hôm nay mình chưa tháo bột được, ráng chờ thêm một tuần nữa, quay lại chụp X quang rồi xem sao. Nếu như tình hình vết thương đã ổn thì mới cho cắt bột nha. Trời ơi, vậy mà em cứ trông chờ hôm nay được tháo bột không à. Cứ băng vậy hoài em không có làm được cái gì hết trơn á, suốt ngày ở nhà. Thiệt tình. Chỉ còn một tuần nữa thôi. Chứ vết thương chưa lành mà mình tháo bột á thì vết rạn nó sẽ trở lại đó. Dạ, vậy cảm nha. Ơn bác sĩ. Bà ơi bà còn có phụ với ông bà. Ủa, bà đâu mất tiêu rồi? Yến. Thank you.
Dạ, con chào cô. Ủa? À, hình như cô định đi ra ngoài hả cô? Ừ. À, dạ, cô ăn tráng yến đi rồi hả đi cô? Tâm ý của con đó cô. Tâm ý của con hả? Dạ, cô ăn đi, còn nóng hổi luôn á cô. Ừ, vậy cô cảm ơn con nha. Dạ. Bữa nay con bé này ngoan dữ vậy trời. Cô ăn đi cô. Ừ. Ngon không cô? Ừ, ngọt thanh á. Dạ. Thanh ơi, con ăn tráng yến phải không? Con lấy dưới bếp hả? À, dạ, à, tại con thấy bà nấu mà không có ai ăn hết cho nên con bưng lên cho cô ăn. Dạ, vậy thôi, cô ăn ngon miệng nha cô. Dạ. Cô ơi, cô ráng đi, còn có một tuần nữa à. Cô biết rồi, nhưng mà cũng hơi buồn chút xíu. Cô cứ tưởng là hôm nay được tháo bột đi đứng lại bình thường rồi chứ. Vậy là phải dán hai cục bột lại thêm tuần nữa rồi. À, cô, em mới nảy ra cái ý này nè. Hay là mốt mà cô muốn đi đâu á, cô cần alo em cái thôi, em qua em cổng cô đi. Đâu có cần khoan vậy đâu, cô có cái nạn này rồi, cô đi từ từ mà. Vậy cô sẽ đi khó khăn lắm. Dạ cô, đi nha, em qua cổng nha. Rồi rồi rồi, được rồi, mai mốt có gì mà cô cần á thì cô gọi Mẫn qua ha. Dạ rồi, ê, vậy giờ em thử một cái luôn nha cô. Hả? Thôi, thì khi nào cô cần thì cô thôi, gọi. Thôi em thử được mà, em thử cái đi. Sao cô vô cô. Không sao đâu mà Mẫn ơi, khoan. Ủa gì vậy cô? Nhưng mà, khoan. Ây da, cái gì vậy cô? Sao vậy cô? Mời vào. Ủa? Mới khám mà sao cô trở lại vậy? Dạ bác sĩ ơi, hồi nãy cái chân em vô tình trúng cái ghế á, bây giờ đau á, bác sĩ có thể nào khám lại giùm em không bác sĩ? Được. Cô qua đây ngồi đi, đợi chút. Dạ. Ba ơi, bà đang ủi đồ hả bà? Ừ, bà đang ủi đồ. Bà ủi đồ có mệt lắm không? Hay là để con ủi phụ cho bà nha. Biết ủi hả? Dạ. Ừ, biết ủi vậy, ủi giùm bà đi. Biết sao không? Bây giờ bà phải xuống mà nấu cơm nè, nấu canh nè, rồi cho mình cu bo nó ăn nữa. Con ủi giùm cho bà nha. Dạ, để con lo cho bà. Cảm ơn con nha. Nhỏ cũng đảm đang ghê. Ủa? Đâu rồi? Ủa, bà tìm gì hả bà? Ừ, cái hũ bột nêm bà để đây mỗi bữa mà bây giờ ai dẹp của bà đâu rồi trời. Bột nêm. Để con xuống con tìm phụ cho bà cho. Cái hũ bột nêm kia ai dẹp đâu rồi trời. Hũ bột nêm hả bà? Ừ. Nãy con nhớ con nấu mì chú Hạnh rồi con cất ở đâu rồi ta? Đâu? Để con coi. À, con cất bên đây nè bà. Trời ơi, đi đây cho bà. Cái hũ bột nêm là mọi lần bà để đây là đồ gia vị đó, hiểu chưa? Dạ. Bà nấu canh súp hả bà? Ừ. Ở nhà con cũng hay nấu canh súp lắm á. Mà mẹ con hay hầm xương trước cho ngọt nước phải không bà? Đúng rồi. Nấu canh phải hầm xương cho nước ngọt mới là ngon. Ủa sao nghe mùi khét khét ta? Nấu canh mà không có mấy cái mùi đâu vậy? Ừ, cái mùi này nó gần lắm rồi bà. Kiếm coi. Ở đâu vậy ta? Mẹ ơi, mẹ ơi. Có thấy cái đàm hồng của con đâu? Ừ, đang ủi á. Cái gì vậy? Hả? Cái gì vậy? Trời đất ơi, trái rồi mẹ. Trời ơi, sao tự nhiên treo ồ mẹ ủi cái gì trái ra áo con rồi mẹ? Còn anh sao con? Trời, tình luôn á. Con hả? Con xin lỗi cô nha cô. Con xin lỗi bà, tại nãy con xuống con kiếm một bọc nem cho bà cho nên con quên tắt bà ủi rồi. Cô ơi, hay con xin lỗi cô nha cô. Cô đừng có giận con. Không sao con, không sao con. Coi như là con có cơ hội con mua áo mới mẹ ha. Cái này cũng xài lâu rồi. Không sao, không sao. Đừng xin lỗi bà nha. Không sao, không sao, đừng, con đừng có ngại. Ủa mà con ở đây chơi lâu rồi.
Chưa về hả? Ba mẹ con không lo cho con hả? Dạ không cô, tại vì con xin mẹ con là con lại nhà bạn con chơi, tới chiều con mới về. Con bé nó nhiệt tình quá mẹ. Thằng Mẫn này cũng kỳ nữa, bạn nó tới mà tự nhiên đâu mất biết luôn à. Không có Mẫn đây con không buồn hả? Dạ không sao đâu cô, tại vì con lại nhà chơi, con nói chuyện với bà là con cũng vui nữa. Trời ơi, nói chuyện với bà mà vui hả? Dạ. Mẹ vui tính quá chị, để con bé nó vui luôn. Thôi để cô gọi điện thoại cho ông Mẫn để coi chừng nào nó về, chứ để con đây mình cô cũng ngại quá. Dạ. Em xin lỗi cô nha, may quá bác sĩ nó không sao. Ừ. Thôi giờ mình về nha con. Ê, cô, em có điện thoại, con ngồi đây đợi em chút xíu nha. Cô ngồi xuống nghỉ mà chút xíu. Con nghe nè Mẫn. Mẫn hả? Con đang đâu vậy? Con vẫn đang học với cô Hiền nè mẹ. Con bài khó lắm nên làm lâu lắm mẹ ơi. Mà có phải là con đang học bài với cô Dự Hiền không vậy? Dạ thiệt mà, mẹ không tin á. Mẹ nói chuyện với cô nha. Dạ alo, em Diệu Hiền nè, em chào chị. Cô. Dạ đúng rồi. Mẫn đang học bài bên nhà em á chị. Thôi nó ở bên bển, nó học với cô về thôi, tôi yên tâm rồi. Vậy thôi nha, chào cô nha. Dạ, em cảm ơn chị. Em chào chị. Dạ. Mẫn nó không về hả con? Nó đang học bài, nó chưa xong. Thằng con của con á, nó hiếu học đó, nó học bài. Có một số đứa biết sao không thấy học hành gì. Ủa, con vẫn chưa về hả? Dạ con ở đây chơi tới chiều luôn cô. Mẹ ở đây chơi với con bé, mẹ con nhức đầu. Sao em lại nói dối mẹ em là em đang học ở nhà cô? Trời ơi, em không có nói dối gì đâu cô, em qua nhà cô học thiệt mà. Là tại nhỏ Phan Hoàng Anh đó cô. Bạn nó đang bên nhà em á, mà em không thích bạn đó nên em mới qua nhà cô lánh nạn nè. Phan Hoàng Anh đó hả? Tại sao em lại không thích? Sao em ghét bạn ấy? Ra thì em không thích, cô không ghét bạn đó. Nếu mà vậy thì phải ở nhà chơi với bạn chứ, có gì đâu mà phải lánh nạn. Nhưng mà cô biết sao không? Em biết là bạn Phan Hoàng Anh thích em, nên tốt nhất là em không nên ở nhà. Nếu em ở nhà khác gì là xây hy vọng cho bạn đó, rồi làm khổ trái tim bạn đó nữa. Nên tốt nhất là em phủi ngay từ đầu luôn. Cô thấy hợp lý không? Ừ. Thôi giờ mình về ha cô. Ừ. Cẩn thận cô. Ê, cô xích vô cô. Cô xích vô cô. Nguy hiểm. Dạ con chào ông. Chào con. Ông ơi, ông uống nước không ông? Thì để con đi pha trà cho ông nha. Thôi khỏi. Thôi lấy cho ông miếng nước lọc được. Dạ, con đi liền. Dạ, con chào bà. Ừ. Bà. Ủa ông? Ông Sai làm gì vậy? Ông Sai nó làm gì vậy? Lấy nước lọc giùm tôi. Dễ sai quá ha. Đâu có, mà thấy nhỏ này nó... nó cũng hiền lành, ngoan ngoãn. Rồi sao bà cứ đuổi nó về, rồi bà cứ chê nó hoài là sao? Ừ, thấy vậy chứ phải vậy đâu. Ha, một chút nữa nó ngồi đây nó sẽ làm phiền ông. Lúc đó ông mới nói là tại sao tôi không nói cho ông biết trước ha. Ừ. Tôi xuống coi cái nó có quậy gì với bếp không đây. Nói sao? Ông ơi, nước con nè ông. Đó, con ngồi đi. Dạ. Cảm ơn nghe. Coi tivi đi. Để con mở tivi trong coi nha. Thôi. Con muốn coi gì con coi, khỏi mở cho. Dạ vậy thôi ông. Coi gì nè? Con đọc truyện. Đọc đi rồi.
hả? Ông có tóc ngứa không? Hãy để con nhỏ tóc ngứa cho ông nha. Thôi thôi, nói gì? Trời đất ơi, tự nhiên con tới nhà chơi bắt con nhỏ tóc ngứa, kỳ một. Con thích nhỏ tóc ngứa lắm, để con nhỏ cho ông đi mà. Thôi. Để con nhỏ cho. Ngứa gì để ông kêu Mẫn Minh làm được ai kêu con. Trời, không có sao đâu, ông đừng có ngại. Ông coi con như con cháu trong nhà đi, để con nhỏ tóc ngứa cho ông ha. Đi mà ông. Mình thích nhỏ lắm. Dạ, con thích nhỏ tóc ngứa lắm mà. Thôi chiều cho con vui đó chứ. Dạ. Biết nhỏ tóc ngứa nữa, ghê vậy. Thôi ở nhà hả, con nhỏ tóc ngứa cho ông con hoài à. À dạ, cái gì vậy? Trời ơi, sao vòng trùm vậy? Dạ con xin lỗi ông, chắc con nhìn lộn á. Để chú con nhìn nó kỹ hơn chút xíu nữa không? Thôi vậy, đi thôi, có ngứa gì đâu. Dạ ông, để con nhỏ là con cẩn thận hơn nha ông. Ngứa hả? Dạ, không sao đâu mà ông. Cẩn thận nghe. Dạ. Trời một chùm luôn. Dạ, tại vì con nhổ một lần cả mình khỏi mất công mình nhổ nhiều lần đó ông. Mất ngứa nó xăng quá trời xăng luôn nè ông. Thôi, đau quá. Để con nhổ nữa cho ông. Để tôi xuống nói chuyện với bà chút ơi. Vậy ông xuống nói chuyện với bà rồi ông lên con nhổ tiếp cho ông nha ông. Ngứa. Con ghiền lắm á. Cô chọn màu nào? Màu cam nha. Dạ rồi. Cảm ơn em. Cô uống miếng nước đi. Mát quá à. Cô. Hả? Em dẫn cô ra đây cô thấy thoải mái hơn không? Tất nhiên rồi. Thoáng hơn rất là nhiều và thoải mái nữa. Cảm thấy rất là dễ chịu. Chứ em biết đó, suốt một thời gian dài mà cứ ở trong nhà là cảm thấy tù túng dữ lắm, ngợp ngạt chịu không nổi đâu. Thôi cô ráng đi mà. Bác sĩ nói là còn có mấy bữa nữa là được tháo bột rồi. Ráng lên. Cô biết là vậy rồi. Nhưng mà em biết không, cho dù có ráng thêm một ngày đi chăng nữa thì đối với cô cũng là địa ngục nữa với cái chân vậy. Thôi mà nói em cũng không hiểu đâu. Em chưa bao giờ bị như vậy làm sao mà hiểu được. Cô. Cô ngồi đây đợi em xíu nha. Em đi đâu vậy? Em đi đợi xíu. Em bị gì vậy mà? Dạ em bị giống cô rồi nè. Tại nãy cô nói là em không hiểu được cô bị sao á. Thế anh giờ em bị giống cô rồi nè. Trời ơi. Minh rồi nha. Em cố tình làm vậy hả? Con bị đặt nhảy nữa chứ. Thôi qua đây ngồi đi. Cô, mốt cô đi đâu hả? Cô nói em đi, em làm giống vậy nào em đi qua đi chung coi. Có bạn bè đi nghe chở vui. Thôi đừng có phá nữa, ồn quá người ta la bây giờ. Qua đây ngồi đi. Ui dạ. Hả? Sao vậy? Em thấy nó hơi nhói. Đau hả? Thấy chưa chứ em nghĩ sao mà em chơi cái trò này nhét cái chân vô đó. Rút ra đi rồi cô coi cái chân có sao không? Dạ dạ. Cô đau đau cô nhẹ 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 cô rút mạnh quá đau đau chân em. Cô xin lỗi. Nhưng mà... sao nãy em nhé thì sao mà? Nhưng mà em nãy. Ráng xíu đó nha, em ráng xíu đó nha. Rồi bây giờ vậy nè, giờ cô làm một cái mạnh luôn nha. Chắc chắn sẽ ra đó. Rồi chân em ra theo luôn sao? Thì đó, không sao hết trơn á nha. Ráng lên nha. Đếm tới ba nha cô. À. Một. Hai. Đau. Tôi nói nhỏ này nó dễ thương, nó nhiệt tình lắm. Nhưng mà nó làm như nó cầm tinh sao chổi thì sao. Sao chổi gì? Sao chổi kèm thêm sao quả tạ nữa. Trời ơi, nói mười vậy con nấu nguyên một cái máng luôn. Trứng thì bỏ một đống trong đó, xong rồi cuối cùng bưng lên đổ một cái hả? Sổ sách con ướt nhẹp hết trơn. Con tính cả buổi luôn á. Hay quá. Tại cái tật tham ăn của con chứ đổ thừa nhỏ nhỉ. Tôi nói cho nghe. Làm sao mà đuổi nó đi được đây? Tôi nói vậy thôi con đi về đi, tại bữa nay không có Mẫn ở đây. Bữa khác qua chơi. Biết nó là sao? Con đâu có phải qua chơi với bạn Mẫn, con qua chơi với bà. Chuyện tôi nói gì vậy vợ? Thì đó, giờ cách nào đuổi về? Giờ con thấy chỉ có một cái cách duy nhất thôi à. Cách gì?
giờ á, nguyên gia đình mình lên nó thay đồ bỏ nhà đi đi, bỏ nó đây mình không có ai nó chơi, nó phải đi về. Lỡ mà nó có hỏi mình nói mình đi du lịch. Cái kỳ tự gì mà con nhỏ gì tự nhiên cả nhà đi ra đường là sao? Giờ phải chịu khó chứ biết làm sao giờ ba, chứ giờ nó tới là gia đình mình đi du lịch, nó tới gia đình mình du lịch từ từ nó nản nó không tới nữa. Thôi. Dạ. Từ từ ba nghĩ. Cả nhà mình đang làm gì vậy cho con tham gia với? Cả nhà đang bàn cái chuyện để đuổi con. Mày ơi, ba đang bàn về năm tuổi của ba người này nè. Nó mũi xui. Dạ, con xuống con tìm ông bà với chú. Con xin phép con đi về. Yeah. Con về mọi người mừng quá vậy. Không phải. Con về vui vẻ nha. Không phải mừng, mà tại thấy con sao mới chơi có chút xíu mà về sao không ở chơi nữa đi con. Dạ, vậy ông thích con ở lại chơi hả? Vậy bây giờ con lên phòng khách con kiếm cái gì con dẹp nha. Trời ơi, ở đây nó thông mà nó kỳ lắm. Sáng mắt chưa? Nó về chú, nó về chứ. Tại bôi rồi, mời lơi nó ở chơi cho bỏ bớt. Tôi vừa nói sao giờ tụi con đâu thấy. Tại sao nó về mà mừng quá. Rồi phải nói là đỡ lợn câu. Ai ngờ nó vừa vô câu đánh lại luôn. Là sao? Trời ơi, trời ơi. Luôn vậy? Ủa cái gì vậy? Ủa cái gì vậy? Cái gì vậy? À, con lỡ làm bể cái bình của ông rồi. Yeah. Chưa lắm. Hey. 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 Không vui. Ở đâu tôi thấy vui mà. Tôi chưa chơi với ai mà vui chơi với ông luôn á. Tụi mình đúng là một cặp trời sinh. Tiếng đồng ngọc nữ. Sao hôm nay con không ăn ở đây nữa? Sao vậy? Là sao không ăn nữa là sao? À, tại con không còn lý do nào để đến đây nữa không ạ? Chắc là vợ chồng ly dị chứ gì. Mày đứng ở đó coi. Cái gì? Mày mấy cái ba bằng thằng? Mày chứ mày bằng thằng đó mày. Mày chứ. Tụi nó quýnh nhau vậy chứ cạn không? Rồi cạn làm gì? Để tao thử lần đi cho xong. Bạn thân ơi, sau này á dù hai đứa mình có như thế nào á, đừng có quýnh nhau vậy nha. Hai đứa mình vẫn trọn đời bên nhau nha bạn. Đón xem tập 183 Gia đình là số 1 phát sóng vào lúc 19:50 ngày 4 tháng 12 năm 2017 trên kênh HTV7. Gia đình là số một. Hey.